Hello, xin chào, chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Ok, thì ngày hôm nay mình sẽ thực hiện một việc là triệt tu lại toàn bộ đội hình của mình đấy. Thì đây là một vấn đề mà khó nhiều bọn vẫn đang có thể nói là bọn toán khó nhiều luôn cả. Thì vấn đề mà bón hết tất cả những cầu thủ trong bọn BS09 đi để quay ra những cầu thủ mới trong bọn hơi không mơ thì có nên hay không? Thì đó là tùy vào tất cả mọi người thôi, thì đấy, nếu anh em thích thì anh em có thể làm, còn nếu không thì thôi, đấy. Và chúng ta sẽ next start qua về những cầu thủ hơi không 19 và hơi không 20. Thì những cầu thủ ở hơi không 20 chúng ta được lại một cái gì? Thì những cầu thủ trong hơi không 19 á, thì nó sẽ không được cập nhật cái phong độ ấy. Thì phong độ của những cầu thủ thì nó chỉ nằm ở cái mức C, chỉ là mức C thôi, đấy. Và sẽ không được cập nhật hàng tuần như là bọn hơi không 20, đấy. Và nhiều bọn nói rằng trong bỏ hơi không 19 thì có thủ ngố và không phối hợp được như có thủ trong bỏ hơi không 10. Thì đó cũng chả đúng nữa cơ. Thứ nhất, trong bỏ bét hơi không 10 nó đã chỉnh sửa đi một số cái gameplay. Đấy, có thể nói là giúp cho game nó thật hơn. Vậy nên cái điều khiển thì nó sẽ hơi khó hơn. Cộng với việc cái điểm sầu quyết của anh em á, team quyết á, nó sẽ không được con trong những cái giai đoạn đầu này. Cho nên việc phối hợp của anh em nó sẽ diễn ra hơi khó một chút đấy. Thì dẫn đến việc là anh em nghĩ rằng những cái thủ trong bọn 2019 nó sẽ khó hơn bọn 2020. Tuy nhiên đó là điều không phải anh em ạ. Điểm sở quyết cũng như là những thay đổi về gameplay của Konami nó đã dẫn đến những cái điều đó đấy. Giờ thì hiện tại mình đang chọn toàn bộ những cái thủ mà đã bị lóc đi ấy, khóa lại ấy. Và sẽ mở khóa và mình sẽ bón hầu như là sẽ rất nhiều cầu thủ trong đội hình đấy. Để mình sẽ làm một cái đợt thay đổi đấy. Thì đó lẽ ra mình làm cái này sớm hơn rồi. Tuy nhiên lâu ra mình khó là bằng cơ. Đấy. Thì hiện tại trong video này mình sẽ cố gắng xóa đi tất cả đấy. Để rồi sẽ có được một số GB nhất định. Và chúng ta làm lợi trong bọn bé thôi không mưa. Đấy. Sau giai đoạn mở khóa mình đã thành công. Và bây giờ mình sẽ bó tất cả những thủ mà không cần thiết đi. Và ghi nhớ rằng cái này mình không ép tất cả mọi người nha. Nếu anh em muốn thì anh em có thể bón đi theo mình, còn nếu không thì anh em sẽ giữ lại những cầu thủ hay không một chiến để chứ. Thì đây thì mình sẽ giữ lại những cầu thủ mà mình yêu thích và có trong đội hình thôi, còn là mình sẽ bón đi để nói là cực kỳ nhiều luôn. Ok, bón này. Ê, từ từ chết rồi, với trưởng thật mình bón luôn Công Phượng rồi cơ. Ô, nhầm thế nhờ. Chón với. Ok, lỡ tay rồi. Thôi kệ đi anh em. Chả cái gì cả. Thì mình sẽ cho anh em xem được cái do khổ để kiếm được cái thẻ Việt Nam này như thế nào. Ok, bây giờ thì chúng ta thực hiện việc bón đi. Và nãy mình nói tới nơi nhờ, thì mình sẽ tư vấn cho anh em rằng có nên bón những cái thủ 2019 để chuyển sang những cái thủ 2020 không. Đấy. Thì theo mình nghĩ thì nếu anh em đồ thích á, thì anh em có thể bón đi. Đấy, thì nếu như anh em giữ đội hình 2019 thì chả có gì để anh em phấn đấu trong bọn 2020 cả. Vậy nên việc chơi game nó sẽ nhòm chó hơn. Thà anh em bón đi để có được
Thứ nhất là có được một số GB nhất định rằng vì bón cầu thủ đi thì ở trang bóng năm nay thì những cầu thủ bón đi thì số GB nó cũng khá tương ứng. Sorry mọi người, nó cũng tương ứng là khá là coi. Ok, bây giờ mình sẽ bón nha. Ô, mình có New Air hơi không hơi mưu luôn à. Ghê vậy. Rồi, đây là những cầu thủ đen này. Bón những cầu thủ này cả đóng tiền ấy. Thì anh em có thể cân nhắc lại việc bón cầu thủ của anh em nha. Anh em có thể là không bón đi những cầu thủ này, hoặc là anh em có thể làm giống mình. Thì để có được mục tiêu để chơi á. Việc bón cầu thủ của mình đã diễn ra thành công rồi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một phần tiếp theo là chúng ta sẽ dùng một số lượng GB nhỏ để quay box drop nha. Đầu tiên mình sẽ quay cái này trước này. Một phát ăn luôn hay không? Black Ball, come on. Ôi đây nhờ. Ô Black Ball kìa.
Ghê thế nhà một phát em luôn là có thật anh em ạ. Số mờ à. Ba em Coutinho. Coutinho anh em ạ. Đấy, biết ngay mà. Coutinho khá là may mắn trong lần quay đầu tiên đã có được một black ball trong bóng hay không mơ. Thì ngày hôm nay cái lỗi này nó cứ hiện ra miết nhờ. Khó chịu với. Khó chịu thật. À, ngày hôm nay quay black ball như thế này thì mất thời gian hết cả. Thôi bây giờ chúng ta sẽ quay qua, chúng ta sẽ kiếm một tiền độ nha. Ok, bây giờ mình sẽ bỏ ra tầm khoảng 100k GB đấy để quay kiếm một